Mến chào bà con đã đến với kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay tại dự kiển An Bình, em cũng xin giới thiệu đến bà con mình một số cây cảnh đang thông dụng trên toàn quốc nha, và một số đông dâu để bà con mình phục vụ trong quá trình chăm cây kiển hoặc là cho cây kiển thêm đẹp hơn ha. Đến với mã số 1 đầu tiên, bữa nay là có mã số A nha cô chú anh chị, cho mình dễ nhận biết ha. Bây giờ em xin báo thông số nha. Cao của cây này là 70, dòng này là dòng mai chiếu thủy trung nu nha cô chú anh chị. Ngang của nó là 67 ha. Đây, phơm tàn cũng ấm ha, chi cành cho ra cũng khá già rồi nha. Trung nu, mã số 1A. Đó. Clip hôm nay là clip mới nhất ha, trong mùa dịch trở lại đây nha cô chú anh chị. Bây giờ em báo hoành thân của cây nha. Hoành thân của cây em báo là 39 ha. Tại vị trí này của cây thì có một cái vết lũa nha. Em đo thoát thân của cây là 37. Đây, một cái vết lũa của cây ha. Đây, vết lũa của cây sành cứng rồi nha cô chú anh chị. Đó, mã số 1A. 1A này em bao gồm luôn chậu cho mình ship đến tận nhà là 1.500.000 đồng nha. Và những quý cô chủ chú anh chị nào trong vùng dịch đó thì lưu ý giùm em gửi hàng đi hơi chậm ha. Mã số 2A, đây là cây cần thăng bonsai nha. Báo chiều cao của cây cần thăng này là 43 ha. Và cần thăng này khi đi em gửi chậu cho mình nha. Tán ngang của cây là 50. Cần thăng này tuổi đời cũng khá là già rồi ha. Em đo hoành củ của cây 31. Hoành đế là 50 ha. Đó, hỗ trợ thêm chậu nha. Cây mã số 2A. Cái này bao gồm phí cho mình ha, 2.500.000 đồng nha. Do quay nhà nha, nên có cái gì không rõ thì kêu em hỗ trợ chụp hình thêm cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 3A. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây trung nu mã số 3A này có chiều cao là 78. Tán ngang của cây phun tàn là 56 ha. Mai chiếu thủy này hoa màu trắng nha, có mùi thơm nhẹ rất là dễ chịu nha. Đó, cũng thích hợp khí hậu ba miền nha, Bắc Trung Nam ha. Lạnh lạnh thì cây nó sẽ cho hoa ít hơn nha. Bây giờ em báo tổng gì ha. Tổng như vậy là 30. Một thân đại diện của cây em xin báo tại vị trí này là 15 ha. Dòng này thì là nó thuần chậu rồi, nên vận chuyển thì em cũng có đắp thêm bột dừa cho cây nha, nên cô chú anh chị mình an tâm ha. Và cây này bao gồm phí ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình thì có giá là 1.100.000 đồng ha. Trung nu rất là già cây nha. Do dịch nên em gửi hơi chậm một xí nha, nhưng trước khi đi thì em có hỗ trợ thêm giá thể cho cây nó giữ ẩm rất là khỏe khi quá trình vận chuyển ha. 40 là cao của cây mai chiếu thủy này nha. 44 là tán ngang. Mã số 4A. Đó. Cái phần phơm ở dưới đây thì cũng đã tạo tán cho mình rồi, còn trên đây thì về mình chỉnh sửa thêm giùm em cho cây đẹp và hoàn chỉnh hơn ha. Đó, hoành thân của cây là 20 nha. Những cây này thì độ già của nó rất là lâu năm rồi nha. Mã số 4A có giá là 500.000 đồng, bên em hỗ trợ phí ship toàn quốc nha. Những nơi nào mà trong hiện tại dịch nó hơi căng thì mình có thể chốt hàng, nhưng mà đặt cọc cho em một xíu để em giữ hàng lại cho mình nha. 50 là chiều cao của cây này ha. Tán ngang của cây là 45. Mã này là mã 5A. Cũng là mai chiếu thủy luôn nha. Đây, một bệ đế 4 thân ha. Em chỉ đo một thân đại diện cho cây thôi. Là 9 nha quý cô chú anh chị. Thông số em đều đo chính xác cho cô chú anh chị mình hết ha. Đó, mã số 5A có giá là 500.000 đồng. Tất cả giá này em đều bao phí ship cho mình rồi ha. Và trước khi nhận hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Số điện thoại của em có để dưới mô tả là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo liên hệ ha. 68 là cao, ngang của cây là 56. Dòng này cũng là dòng mai chiếu thủy luôn nha. Người ta có thể trồng kết hợp thành cụm rừng nha, rất là đẹp ha. Em đo một thân đại diện nha. Một thân đại diện của cây tại vị trí này báo là 15 nha. 16 mà em tính 15 ha. Đó, cây mai chiếu thủy mã số 6A có giá là 700.000 đồng ha. Mã số 7A cũng là mai chiếu thủy trung nu luôn ha.
Đây, 32 là cao. Cây này có cái nhánh bài rất là đẹp nha. Đó, tổng tán ha. Tổng tán của cây là 58. Phơm tàn cũng ấm rồi nha quý cô chú anh chị. Đó, mai chiếu thủy. Dòng này thì được rất là nhiều người ưa chuộng nha. Đây, thân ở đây là 16, dưới đây xíu là 23. Mai chiếu thủy, phơm tàn khá ấm ha. Có cái gì mà không rõ thì kêu em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình nha. Đó, rồi cái này có giá là 800.000 đồng, bao phí đến tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 8A 600.000 đồng. Cây này có chiều cao là 20. Đó, 8A nha. Tổng tàn đổ luôn là 60 ha. Những cái chậu này thì chậu nhựa em ship đi luôn cho mình nha. Trong quá trình vận chuyển có bể hay mẻ này kia cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đây, em ra hoành thân nha. Hoành thân của cây là 15 ha. Phơm tán. Mã số 8A nha. Lưu ý nhớ mã dùm em ha, để tránh gửi sai cây cho cô chú anh chị mình nha. 600.000 đồng, bao phí ship đến tận nhà nha. 9A, dòng này là bonsai me chua nha. Me chua này em báo trước với cô chú anh chị mình, khi vận chuyển đến nhà thì cây nó sẽ bị rụng lá ha. Cao là 45, ngang của cây là 47. Me chua này là miền Tây nha. Đó, đế cây khá là đẹp nha, thân cây khá là già ha. Đây, hoành thân tại vị trí này là 13. Hoành đế, đế của cây là 30 nha. Me chua ha. Sợi dịch đi chậm nên em trước khi đi sẽ có đắp giá thể cho cô chú anh chị mình luôn nha. Về cây có si rụng lá thì mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua và chăm sóc ship giùm em ha. 900.000 đồng đó là mã của cây 9A ha. Mã số 10A cũng là me chua luôn. Em báo chiều cao 45. Tổng tàn của cây là 60. Cây nào cũng có đế và thân lất lượng rất là đẹp ha. Thân cây 12. Đó, đây, tổng đế 30. Tất cả cây này đều thuần chậu hết nha quý cô chú anh chị. Mã số 10A cũng có giá là 900.000 đồng nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của cây cảnh An Bình là 0939 700 449 ha. Cao của cây này là 42 nha. Này là me nha. Me này cũng rất là già rồi, 50 là cái tán ngang của cây ha. Trước khi uống bonsai thì cây nó cũng cho 1-2 đợt trái rồi ha. Thân của cây là 12. Đó, đế của cây nhìn kỹ giùm em khá là đẹp. 35 là đế ha. Me chua nha quý cô chú anh chị. Những cây này thì vận chuyển thì lá nó sẽ rụng nha. Cũng là 900.000 đồng đồng giá ha. Đây, cây này dáng lông lắc lượng khá là đẹp nha. Cao của cây là 45. Ngang của cây là 39. Mã số 12A. Có hoành thân là 12. Thân tổng của cái đế tổng của cây là 40 ha. Đó, bộ đế này khá là đẹp ha. Khi về mình chăm sóc đầy đủ thì cây mình có thể mau đế thêm nha. Và cây này có giá 1 triệu đồng nha. Bên em đã hỗ trợ phí ship toàn quốc cho mình rồi ha. Nhận hàng thì được kiểm tra trước khi thanh toán giùm em. Mã số 13A. Dòng này là sam nha. Sam này sam song hinh ha. Tổng đổ trước là 68. Cao của cây là 20. Đó, phơm tàn ấm dữ dằn luôn ha. Đó, đế cây khá là đẹp nha. Đây, hoành thân của cây là 17. 13A. Dòng sam song hinh, bao gồm phí cho mình luôn là 900.000 đồng nha. Ship đến tận nhà ha. Lưu ý giùm em nha, cây mùa dịch này thì đi hơi chậm ha. Cây này là sam siêu bông nha quý cô chú anh chị. Cao của cây này là 30. Sam lá xanh ghi hết trơn rồi ha. Tổng tán của cây là 59 nha. Đó, này về sang chậu là cây sẽ rất là đẹp ha. Tổng thân của cây là 13 nha. Cây sam siêu bông. Đó, lưu ý nhớ mã giùm em, mã số 14A. Có giá là 700.000 đồng nha. Sam siêu bông ha. Hoa màu tím than rất là đẹp.
Đó, rồi dòng này cũng là dòng sam siêu bông luôn nha. Cây mã số 15A. Đó. Sam này khi gửi đi thì có thể bị rụng lá nha. Em báo trước với cô chú anh chị mình ha. Đây, em đo tán ngang đi ha. Tán ngang của cây là 57. Đó, thân uốn lắc lượng nha. Có gì không rõ thì kêu em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ha. Để em đo hoành thân của cây nha. 15A. 15A hoành thân này là 15 luôn nha. Đó, gần 16 ha. 15A, cây này có giá 800.000 đồng nha. Cây xếp chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Chậu mũ ha, nên dễ vỡ, có gì bỏ qua giùm em ha. 16A, cao là 50. Đó. Sam này là sam song hình nha quý cô chú anh chị. Uống theo dáng long ha. Cây cũng rất là già cây rồi. Tổng tán ngang của cây là 40. Sam song hình nha, cũng một màu hoa tím than ha. 14 là hoành thân của cây. Những cây này đều thuần chậu hết nha quý cô chú anh chị. 16A cũng là giá 700.000 đồng nha. Hỗ trợ phí ship đến tận nhà ha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em là 0939700449 nha. Song hình này là chiều cao 50. Đó. Ngang của cây là 50 luôn. Cây rất là già cây ha quý cô chú anh chị. Hoành thân tại vị trí này em đo là 16. Cây thuần chậu sống khỏe ha. Về sang chậu thêm giùm em là cây sẽ hoàn thiện và là rất là đẹp nha. Đây. Cây sam này có giá là 700.000 đồng cho mã số 17A. 18A. Cao cây này là 65. Tổng ngang của cây ở đây là 55 ha. Cây này đang lên bông nha quý cô chú anh chị. Đó. 18A ha. Báo trước với mình mùa dịch nên cây sẽ đi hơi chậm xíu. Và những cây này em báo giá cũng sát sát mùa dịch cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha. 18A. Cây này có hoành thân là 17. Đó. Dáng lồng lắc lượng ha. 800.000 đồng bao phí ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Đây, song hình. Cây này khá lớn ha. Cao cây này em báo là 50 nha. Tán ngang của cây cũng là 50 luôn. Thông số em đều hảo hảo và trừ hao cho mình khoảng 1-2 sen nha. Thân của cây là 16 ha. Linh sam song hình nha. Mã số 19A. Bao gồm phí cho mình là 800.000 đồng nha. Đó. Sam song hình. Mã số 20A. Cao này là có chiều cao 60. Ngang của nó là 58 ha. Dịch cũng ổn ổn rồi, em có thể gửi hàng đi cho cô chú anh chị mình được rồi ha. Nhưng mà chậm hơn so với tiến độ bình thường của cây nha. Của bình thường của khi giao dịch chưa dịch chưa có dịch ha. 13. Đây. 12 nha cô chú anh chị, gần 13 mà em báo 12. 750.000 đồng cho mã số 20A. Lưu ý nhớ mã giùm em nha. Đây mã số 21. Cây này có chiều cao là 29. Sam này sam siêu bông nha. Do mới ưu thêm nước dây nữa nên em lặt lá ha. Cây đang cho chồi non lại nha. Phơm tàn cũng thấy khá là rõ ha. Tán ngang của cây là 45. Đó, cây rất là già cây nha quý cô chú anh chị. Thân của cây là 18 ha. Đó, mã số 21. 800.000 đồng nha. Những nơi nào mà mình chưa nhận được cây thì đợi giãn dịch rồi mình mua ha. 22A. Cao cây này em báo là 25. Ngang của cây là 45. Sam này cũng sam siêu bông luôn nha. Hoành thân của cây là 18. Đó, phơm tàn của cây mà không có lá thì mình nhìn thấy rõ hơn ha. Cây đang cho chồi non ra và hiện tại là đang cho hoa luôn nha. 700.000 đồng. 600.000 nha. 22A là 600.000. Đây, 23A là dòng nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Đó. Tổng tán dài nhất của cây là 77. Cao của cây là 50 ha. Dòng này thì hoa màu trắng nha.
hoa nguyệt quế thì rất là thơm ha quý cô chú anh chị. Đó, quanh thân của cây là 12. Đó. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Mã số 23A nha. Giao lưu với bà con mình giá bao ship là 700.000 đồng ha. Dòng mini bonsai này 24A là hồng ngọc mai nha. Còn được gọi cái tên khác là sơ ri thái ha. Cao của cây là 23 ha. Nhánh này nó ra dài rồi em không có tỉa, để về đang cho mình uống hay là làm gì làm ha. Hoành đế của cây là 26. Hồng ngọc mai nha, hoa rất là đẹp và thơm ha. 24A có giá 400.000 đồng nha. Đế này thì người ta hay về kết hợp hòn non bộ hoặc cho ôm đá rất là đẹp ha. 25A. Cao của cây này là 20. Đế của cây là 20 luôn ha. Đó, hồng ngọc mai cũng đồng giá là 400.000 đồng nha. Dòng mini bonsai ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha. Cao của cây hồng ngọc mai này là 23. Đa số là em bán hồng ngọc mai này cho bà con mình chơi đế ha. 19 là hoành thân rễ. 26A có giá là 400.000 đồng luôn nha. 27A cũng là hồng ngọc mai luôn. 22 là cao ha. Có cái trái chín màu đỏ đỏ ha, rất là đẹp. Hoa thì màu tím tím ha. 20 là hoành thân rễ ha. Rồi cái này cũng đồng giá là 400.000 đồng nha. Đó. Đây là mặt hàng bằng lăng rừng nha. Hàng này em khai thác ha cô chú anh chị. 28A. Dạng này dạng một cốt nha. Cao của cây này là 58. Đó. Nhánh mọc thì tua tủa hết trơn rồi. Khi đi thì em có thể cắt bớt nhánh nha. Nửa về thì mình dưỡng thêm giùm em ha. Tại vì sợ khi đi nó cũng bị dập á. 28A. Mình cắt cây nó sẽ khỏe hơn. Hoành thân tổng của cây này là 42. 28A bằng lăng rừng, bao gồm phí cho mình có giá 800.000 đồng, bao phí đến tận nhà nha. 29A cũng là bằng lăng rừng luôn. Clip này em được khoảng 4-5 cây gì đó ha. Cao cây này là 73. Hoa màu tím, mùa nở chính của nó là mùa hè ha. 29A bằng lăng rừng. Hàng này hàng khai thác nha quý cô chú anh chị. Hoành thân một cốt đặc này là 27 ha. Bằng lăng rừng nha. Rồi cây này cũng đồng giá với mình đó ha, là 800.000 đồng nha. Phí thì tụi em đã bao rồi, mình chỉ cần nhận cây rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, cây mã số 230A cũng là hàng bằng lăng rừng luôn nha. Cao em báo với mình là 67. Hàng này thì em báo với mình là dạng phôi nha. Khi đi thì em cắt bớt nhánh nha. Thân tổng của cây là 38. Bằng lăng rừng. Ship đến tận nhà cho mình thì cũng đồng giá 800.000 đồng nha. Đây, cây này thì tàn đa ha. Cao cây này là 66. Cũng chung một cốt thôi nha. Đó, 4 thân. 31A. Bằng lăng rừng, hàng khai thác. 50 là hoành tổng ha. Một thân đại diện của cây em báo ở tại vị trí này là 20. Cây bằng lăng rừng mã 31A. Cây này bao gồm phí cho mình cũng 800.000 đồng luôn đi nha. 32A. Bằng lăng rừng. Cao của nó là 64. Cây đi trong mùa dịch thì hơi chậm nha. Mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đây, em đo một cốt của cây tại vị trí trên đây đi cho nó chính xác. Tại ở dưới nó có vướng cục đá ha. 30 nha quý cô chú anh chị. Đây, cục đá này cứng ngắc nha, không có sức được ha. Đá này là đá khi mà nhỏ nó khai thác luôn nha. 32A, 700.000 đồng thôi nha. Bao phí ship đến tận nhà nha. Đến với những mặt hàng cuối clip thì em có về những cái đun vôi để bà con mình phục vụ cho bà con mình trang trí cho cây ha. Cái này em bán cặp nha. Cặp này là cặp mã số 33 nha quý cô chú anh chị. Hai con đều bằng kích thước như nhau ha. Bây giờ em báo 42. Đó. Con này thì cũng khá là nặng nha. 8 kg một con nha quý cô chú anh chị. Rồi em đo mặt đôn nha. Đôn này thì là 17.
Mặt này 17 nha. Còn cái này là 19 ha. Đó. Chiều dài. Dài từ đầu vòi tới đít ha là 50 đi ha. 52 mình tính 50 nha. Đó, vòi này vòi mới nha quý cô chú anh chị. Cặp 33 này bao gồm phí cho mình ha là 2 triệu 500 ngàn đồng. Ship đến tận nhà nha. Và đối với mặt hàng này thì quý cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán ha. Đến với cặp 34 cuối clip của em ngày hôm nay cũng là cặp vôi luôn nha. Trang trí để cây rất là đẹp ha. Những cây mà tàn đổ rồi đó. Cao của nó là 33. Từ đầu vòi tới đít vôi là 40. Cặp 34 nha. Mặt đôn trên đây ngang như vậy là 14. Dài là 17 ha. Vôi này nổi da quy hết trơn rồi nha quý cô chú anh chị. Hàng này em bao khoảng 15 năm đi ha. 15 đến 20 năm nha. Đó, vòi này khá là đẹp nha, để trang trí cho cây ha. Cặp 34 cũng giá là 2 triệu 500 ngàn đồng luôn nha. Ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Và cũng là cặp cuối clip thì em rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong clip này ha. Và xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai nha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.